Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 4 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc sẵn sàng hải chiến với Việt Nam trên Biển Đông. Trung Quốc vừa ngang ngược đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá mùa hè ở Biển Đông. Sở Nông nghiệp và Nông thôn tỉnh đảo Hải Nam, miền Nam Trung Quốc vào ngày 30 tháng 4 cho biết lệnh cấm bắt cá hàng năm ở Biển Hoa Nam tức là Biển Đông đã bắt đầu từ hôm 29 tháng 4 và kéo dài tới 16 tháng 8. Đây là hình ảnh khu vực Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt cá ở Biển Đông. Phạm vi cấm đánh bắt cá trải dài từ vùng biển phía Bắc Biển Đông đến 12 độ Vĩ Bắc, bao gồm cả một phần của Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Ngoài ra còn có bãi cạn Sapucat mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép sau cuộc đối đầu với tàu Philippines vào năm 2012. Theo cơ quan trên, không hoạt động đánh bắt cá nào được phép ở các vùng biển thuộc thẩm quyền của Trung Quốc, ngoại trừ câu cá trong thời gian này. Tất cả các tàu đánh cá đã trở về các cảng ở Hải Nam vào lúc 0 giờ ngày 29 tháng 4. Theo Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ lực lượng hải cảnh của Trung Quốc, 50.000 tàu cá sẽ dừng hoạt động đánh bắt trong thời gian 3 tháng rưỡi và lực lượng này sẽ thực thi lệnh cấm một cách nghiêm ngặt theo cái gọi là quy định luật pháp liên quan. Trong thời gian áp lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng rưỡi, Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra an toàn ngư lưới, cụ và tàu thuyền, đồng thời tập huấn về các quy định và kỹ năng liên quan cho ngư dân. Trước đó, lực lượng hải cảnh và Bộ Nông nghiệp Trung Quốc thông báo rằng tăng cường tuần tra và giám sát kể từ ngày 1 tháng 5 nhằm bắt giữ tàu thuyền vi phạm. Báo mạng của Anh Express vào ngày 2 tháng 5 cho rằng với lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông, Bắc Kinh tự cho quyền bắt giữ tàu cá Việt Nam và Philippines đánh bắt trái phép mà theo họ nói, trong khi hai nước Đông Nam Á này luôn bác bỏ và lên án lệnh cấm đơn phương của Trung Quốc. Kể từ năm 1995, Trung Quốc đã thi hành lệnh cấm đánh bắt cá thường niên để bảo vệ hệ sinh thái và đa dạng sinh học của đại dương khỏi nguy cơ đánh bắt cá quá mức. Lệnh đánh bắt cá ở Biển Đông bắt đầu được áp đặt đơn phương vào năm 1999. Mặc dù gặp phải phản đối gay gắt từ Việt Nam và các nước, nhưng Trung Quốc không ngừng thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá vào giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm. Đây là hình ảnh tàu Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã nhiều lần liên tục phản đối và kịch liệt bác bỏ việc Trung Quốc đơn phương ra quyết định cấm đánh bắt cá. Theo quan điểm của phía Việt Nam là quy chế do chính quyền Bắc Kinh ban hành đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với các quần đảo Hoàng Sa. Ngoài ra, phía Trung Quốc đã xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam tại các vùng biển của Việt Nam. Quan trọng hơn, nếu chiếu theo luật pháp quốc tế, trong đó bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, viết tắt là UNCLOS, quy chế của Trung Quốc cũng bất hợp pháp. Quy chế này đi ngược lại với tinh thần và nội dung quy định trong tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là DOC, giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Thậm chí, quy chế cấm đánh bắt cá còn vi phạm thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, được ký kết vào năm 2011. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng, trong phát biểu và nhiều lần, nói rằng Việt Nam cho rằng những biện pháp bảo tồn các nguồn tài nguyên sinh vật cần được thực hiện phù hợp với những quy định của UNCLOS vào năm 1982, đồng thời không làm phương hại đến quyền chủ quyền, các quyền tài phán trên biển của tất cả các quốc gia liên quan. Và Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý, bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với luật UNCLOS vào năm 1982, bà Hằng nhấn mạnh. Ngày 4 tháng 5, Hội nghề cá của Việt Nam đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương phản đối phía Trung Quốc ban hành quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Đây là hình ảnh tàu cá của ngư dân Việt Nam đang neo đậu tại cảng cá Lý Sơn, Quảng Ngãi. Theo văn bản này, Hiệp hội nghề cá Việt Nam kịch liệt phản đối việc Trung Quốc có thông báo về quy chế cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Phạm vi cấm đánh cá trải dài từ vùng biển phía Bắc của Biển Đông đến 12 độ Vĩ Bắc, bao gồm cả một phần Vịnh Bắc Bộ và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Quy chế này xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và các vùng biển của Việt Nam, vi phạm các quyền lợi, lợi ích hợp pháp, gây cản trở sản xuất trên biển của ngư dân Việt Nam. Đồng thời, vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước về luật biển quốc tế 1982 và các văn bản pháp lý quốc tế liên quan. Hội nghề cá Việt Nam đã khẳng định như vậy trong văn bản của mình. Quy chế này không có giá trị pháp lý đối với các vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ngư dân Việt Nam hoàn toàn có quyền đánh bắt trên các vùng biển thuộc chủ quyền của mình, Hội nghề cá Việt Nam nhấn mạnh. Hội đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp phản đối mạnh mẽ nhằm ngăn chặn
chấm dứt hành động ngang ngược của Trung Quốc. Cùng với đó, thường xuyên tăng cường các lực lượng chấp pháp trên biển để hỗ trợ và bảo vệ ngư dân Việt Nam khi hoạt động trên vùng biển của Việt Nam. Về phía Hiệp hội Nghề cá Việt Nam, hội sẽ tích cực chỉ đạo các hội thủy sản, hội nghề cá địa phương tuyên truyền cho ngư dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật khi đánh bắt cá trên biển. Đồng thời kêu gọi ngư dân bình tĩnh, yên tâm bám biển, đẩy mạnh sản xuất và cương quyết thực hiện quyền lợi chính đáng của mình, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Việc thông báo cấm đánh bắt cá trên là động thái mới nhất trong chuỗi các động thái khiêu khích và ngang ngược gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển Trung Quốc và tàu hải cảnh Trung Quốc trên Biển Đông. Hồi đầu tháng 4, một tàu cá của Việt Nam đang hoạt động bình thường tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa thì bị tàu hải cảnh của Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm, đã khiến 8 ngư dân Việt Nam gặp nạn. Chính quyền Trung Quốc vào hôm 19 tháng 4 đã công bố cái gọi là danh xưng tiêu chuẩn của 25 đảo và dạng san hô cùng với 55 thực thể ở Biển Đông. Một ngày sau khi ngang ngược thành lập hai cơ quan hành chính nhằm kiểm soát phi pháp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, vào hôm 16 tháng 4, tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã bám theo tàu khai thác dầu West Capture của công ty dầu khí Petronas của Malaysia hoạt động ở Biển Đông. Những hành động liên tiếp mang tính chất hung hăng thời gian gần đây của Trung Quốc trên Biển Đông bị cộng đồng quốc tế chỉ trích dữ dội nhất là trong thời điểm cộng đồng quốc tế vẫn đang phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán gây ra cái chết hơn 200.000 người và lây bệnh cho hàng triệu người khác. Hoa Kỳ không tỏ ra khoanh tay trước những hành động lấn lướt của Trung Quốc trong khu vực, đặc biệt trong thời gian cả thế giới chống dịch viêm phổi Vũ Hán và đã luôn thể hiện việc tự do hàng hải, tự do hàng không ở khu vực này. Đây là hình ảnh hai máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ tiến hành nhiệm vụ tại Biển Đông. Bốn oanh tạc cơ B-1B cùng với 200 quân nhân từ căn cứ không quân ở Texas đã được điều đến căn cứ Andares trên đảo Guam ở Thái Bình Dương từ ngày 1 tháng 5 và chưa rõ thời gian kết thúc. Ba chiếc B-1B bay thẳng đến căn cứ Guam, chiếc còn lại bay đến Nhật Bản tập huấn với Hải quân của Hoa Kỳ trong khu vực. Trong thông cáo ngày 1 tháng 5 của Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ, nhiệm vụ của đội bay B-1B là hỗ trợ lực lượng Thái Bình Dương và các đồng minh tham gia các nhiệm vụ mang tính răn đe chiến lược, ổn định trật tự dựa trên luật lệ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trước đó, vào ngày 30 tháng 4, hai chiếc B-1B Lancer thuộc không đoàn ném bom số 28 xuất phát từ căn cứ Nam Dakota ở Mỹ đã có chuyến bay diễn tập trong vòng 33 giờ với trọng tâm là Biển Đông. Đây là lần đầu tiên oanh tạc cơ hạng nặng trở lại Guam sau khi rời căn cứ này vào giữa tháng 4 năm 2019, kết thúc chiến dịch 6 tháng của các loại oanh tạc cơ B-52, B-1 và B-2 ở căn cứ Andres. Loại máy bay ném bom B-1 có khả năng chở nhiều vũ khí nhiều hơn máy bay B-52, trong đó có bom dẫn đường, ram và tên lửa hành trình chống hạm. Trước đó, vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Hải quân Mỹ xác nhận đã điều hai tàu chiến ra Biển Đông. Trong khi đó, một nguồn tin của hãng Reuters nói các tàu này hoạt động gần khu vực được cho là diễn ra sự đối đầu giữa Trung Quốc và Malaysia. Đây là hình ảnh tàu chiến USS American di chuyển trên Biển Đông vào hôm 18 tháng 4. Theo giới quan sát, đây được xem là thông điệp cảnh báo gửi đến Bắc Kinh khi tàu Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc đã bị phát hiện đang tiến hành khảo sát gần khu vực mà tàu thăm dò của công ty dầu khí nhà nước của Malaysia Petronas đang hoạt động. Hành động của tàu Hải Dương Địa chất 8 giống như những gì tàu này đã làm ở biển Việt Nam vào năm ngoái. Bà Nicole Sveiman, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, cho biết tàu tấn công đổ bộ USS American và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã được triển khai ở Biển Đông. Thông qua sự hiện diện liên tục ở Biển Đông, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy tự do hàng hải, hàng không và nguyên tắc quốc tế vốn là nền tảng an ninh và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Mỹ ủng hộ các nỗ lực của đồng minh và đối tác trong việc quyết định lợi ích kinh tế của riêng mình, bà Sveikerman đã viết trong một tuyên bố bằng email gửi cho hãng thông tấn Reuters. Bộ Quốc phòng Úc vào ngày 22 tháng 4 cũng thông báo tàu hộ vệ Hamas Baratha của Úc cùng 3 tàu của Mỹ gồm tàu tấn công đổ bộ USS American, tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry đã thực hiện một cuộc diễn tập chung tại Biển Đông. Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 4, Mỹ lại tiếp tục điều động máy bay ném bom và tàu chiến hoạt động ở Biển Đông để thể hiện một thông điệp mạnh mẽ nhằm thách thức các hành vi gần đây của Trung Quốc.
Hãng tin USNI dẫn lời thông báo của Trung tá Raymond Mosen, phát ngôn viên của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, cho biết tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill vào ngày 29 tháng 4 đã tiến hành hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông. Thông cáo nêu rõ, hoạt động này nhằm khẳng định quyền hàng hải và tự do ở quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Một quan chức giấu tên của Hải quân Mỹ cho biết thêm như sau, tàu USS Bunker Hill đã di chuyển trong phạm vi 12 hải lý quanh đá Gaven thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, Hải quân Mỹ thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông. Hôm 28 tháng 4, tàu khu trục USS Barry cũng đã tiến hành các hoạt động tuần tra gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Đây là một chuỗi trong các hoạt động của Mỹ nhằm thể hiện cam kết trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Rõ ràng Trung Quốc đang thúc đẩy yêu sách phi lý ở Biển Đông, lợi dụng bối cảnh các nước đang phải dồn lực cho cuộc chiến chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán trên toàn cầu. Hành vi của Trung Quốc suốt từ nhiều năm qua tại Biển Đông vốn đã liên tục bị phía Việt Nam phản đối. Hơn nữa, Trung Quốc lại tiếp tục hung hăng đẩy mạnh hành vi ngang ngược của mình vào thời điểm các nước đang phải vật lộn với đại dịch, mà ít nhất trong đó có một phần lỗi của Bắc Kinh, thì lại càng chứng tỏ sự nguy hiểm của thể chế độc tài này. Dã tâm của Trung Quốc là ép các nước Đông Nam Á từ bỏ quyền hợp lý và quyền lợi hợp pháp của mình được quy định trong quốc tế của Liên Hợp Quốc về luật biển vào năm 1982, viết tắt là UNCLOS, ép họ chia sẻ vùng đặc quyền kinh tế với Bắc Kinh. Để làm được điều này, Trung Quốc đang ra sức hợp pháp hóa việc trừng phạt các nước Đông Nam Á khi cố gắng tự khai thác tài nguyên trong vùng chủ quyền của mình. Nhà cầm quyền Bắc Kinh sẽ khó thực hiện được âm mưu thôn tính lãnh thổ, vì Việt Nam đã hiểu rõ bản chất của người đồng chí ở phương Bắc, và họ sẽ đấu tranh bằng mọi biện pháp, kể cả dùng lực lượng hải quân để tự vệ khi bị tấn công. Mỹ cùng các đồng minh và các nước trên liên đới, cộng đồng quốc tế sẽ không để những hành vi coi thường luật pháp quốc tế tái diễn, đe dọa đến trật tự, an ninh và hòa bình thế giới. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Hai, ngày 4 tháng 5 năm 2020 với bản tin Trung Quốc sẵn sàng hải chiến với Việt Nam trên Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.